Xin chào các bạn. Tiếp tục hôm nay mình xin dẫn các bạn tới xem một cái vườn nữa của bên mình. Đây là vườn số thứ tự thứ 3 của bên mình nha mọi người. Sản lượng của vườn này của bên mình là 1.200 chậu. Thì bây giờ mọi người có thể nhìn khái quát qua tổng thể tất cả các sản lượng hàng ở đây của bên mình nhé. Và sau đó thì mình sẽ cho các mọi người xem từng chậu chậu một. Đó, đây mọi người đang xem này. Rất nhiều các chậu đẹp. Đó, rất nhiều các chậu đẹp. Mọi người xem. Đó, đây là một trong những chậu của vườn này nha mọi người. Đó, rất là ok, tán rất chắc này mọi người. Đó, rất là to nhé. Mọi người có thể nhìn đây để cân đối giữa cái chậu. Đấy, cân đối giữa chậu và giữa cái chậu và hoa nhé, để mọi người có thể cân đối được. Còn cụ thể cái số lượng như thế nào, cái số niệu như thế nào thì mình sẽ đo và công bố cho mọi người nhé. Hiện tại nó đã rơi vào tầm từ 1m tới 1m1 rồi. Và ngày hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2021, thì nó đã rơi vào tầm 1m tới 1m1 nhé mọi người nhé. Đó, cái này lúc nở thì nó còn to hơn rất là nhiều đó mọi người ạ. Đó, đấy, này, rất là tuyệt vời. Công nhận là năm này không thể nào đẹp hơn được nữa đâu mọi người. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Đó, thì sản lượng vườn này của bên mình đang có là 1.200 chậu nhé. Đấy, các bạn hãy nhanh chóng để lên đơn hàng cho bên mình. Đây là mình sẽ dùng thước để kiểm tra cho mọi người luôn. Đây này, cái tảng của nó mọi người nhé. Đây em Hương cầm giúp anh cái chậu này lên nào. Cầm anh chậu này lên nhé. Đây này, thước này của mình là 2m nha mọi người. Đây, mình sẽ xin đo đây, đo từ đầu này cho mọi người luôn. Đây, đo ok. Mọi người có thể nhìn rõ số không? Không biết có nhìn rõ số không? Đấy, em ngừng lên nữa đi, ngừng lên thì là ngừng lên cho mọi người nhìn thấy số này. Đó, nó là từ 1m tới 1m1 rồi này mọi người này. Đấy, tới 1m1 rồi. Đó, trực tiếp như vậy. Và đấy, tất cả các chậu ở đây rất là đồng đều với nhau mọi người ạ. Ok. Đó, đặc biệt nữa là về cái lá. Tất cả các vườn của bên mình thì về mình đánh giá rất là cao về vấn đề, thứ nhất là độ đồng đều này. Đấy, thứ hai là chuẩn thời điểm. Thứ ba nữa là cái tàn của nó phải chắc, chắc tàn và đồng đều, nó không nhô nhấp nhô nhấp nhô nhấp nhô. Và đặc biệt nữa là cái bộ dàn lá của nó phải xanh tươi. Đó, về cái độ thẩm mỹ của tất cả các hàng bên mình thì rất là ok mọi người nhé. Ok, thì tiếp tục sau cái vườn thứ ba này mình sẽ tiếp tục dẫn mọi người sang vườn số 4 và tất cả những vườn khác của bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.